Đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay chúng ta đang được thưởng thức chất âm cực kỳ là tuyệt vời của cặp loa nổi tiếng đến từ Anh Quốc với cặp loa Wattleden NX-12E. Với cấu hình được trang bị bass sub 33, quả kèn 33 về phía mặt trước và công suất lớn tới tối đa 3200W cho cặp loa hoàn toàn trong phân khúc bass 30 cho tới bass 33. Chưa thấy đối thủ của model Wattleden NX-12E. Và còn đang là mới và đẹp xuất sắc chiếc máy quay. Sự thể hiện chơi được đa dạng các phong cách nhạc kết hợp với karaoke ở những không gian lớn, nhà hàng, quán bar hay vũ trường hay các căn phòng khách gia đình. Chuyên nghiệp và với công suất lớn mạnh mẽ mang lại cho lời hát như ca sĩ đang thể hiện trên sân khấu và khi thưởng thức một vài dòng nhạc quen thuộc mà tôi đang mở với tín hiệu không mất tiền từ trên TV xuống. Quý vị có thể thấy ngay được chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Mời anh em cùng thưởng thức tiếp theo và chúng ta cùng khám phá lại một lần nữa với cấu hình của Wattleden NX-12E đến từ England. Sự thể hiện như là một dàn nhạc sống động trước mặt của Moran Wattleden NX-12E đến từ England còn đang mới như khui thùng. Và bây giờ chúng ta cùng quan sát lại cấu hình mà tôi đang review chiếc máy quay. Trong đoạn clip trước thì tôi đã test cho anh em tham khảo cấu hình của phần nội thất của cặp loa nổi tiếng này. Và trong đoạn clip này thì chúng ta cùng ngắm lại và thưởng thức chất âm của cả đôi. Với phần thùng gỗ được cắt bằng 5 lớp gỗ siêu bền và phủ composite, chúng ta thấy được rằng màu xanh tím hoa cà rất là đẹp và sang trọng cho cặp Wattleden này. Quý vị quan sát đi ạ, nó rất đẹp khi trưng bày cho những không gian phòng khách lớn hay nhà hàng, quán bar hay vũ trường. Có lẽ rằng không nói thì quý vị cũng thấy được chất âm karaoke nó là vô địch. Phía trước của nó là hai cái e căng thép hoa dâu còn đang mới tinh, thơm phức mùi gỗ. Đó, chúng ta cùng quan sát này, phần thùng loa này và e căng này, e căng của nó còn đang mới này, bóng nhoáng. Đó, hai cái căng bằng thép rất là đẹp, đục CMC hoa dâu. Với phần thùng gỗ chúng ta thấy được rằng 5 lớp này, chúng ta nhìn sơ sơ thì cũng thấy được 5 lớp gỗ rồi, không phải bột gỗ hay là bột giấy đâu ạ. Nó có độ chịu nhiệt nắng mưa, vất ngoài trời cũng thoải mái luôn. Với chiều cao 66, ngang 40 và hậu sâu tới 40cm trên cặp LX12-E Wattleden Pro. Quý vị ngắm đi ạ, từng chút nhỏ nhất. Được thiết kế một bát súp đường kính miệng của nó là 33cm. Đường kính 33 anh em nhé. Gân xếp tẩm dầu này, nam châm từ lớn tới trên 20 phân. Cấu hình khủng hết tầm chơi rồi. Bê một cái bát xương đúc này thì nặng nệ khẽ luôn. Hai ống hơi thở về mặt trước. Bảng phân tần của nó thì như đoạn clip hôm qua tôi review nội thất, quý vị thấy được rằng nguyên cái cuộn đồng của nó to như nắm tay. Hai con trỏ sứ của nó to gấp 2, gấp 3 lần những dòng loa thông thường, kể cả là bass 40, mặc dù với Wattleden này bass súp mới 33.
Công suất sở hữu cho cặp loa này ở 3 mức độ, định mức nhỏ nhất 800W cho cả đôi, 1600 trung bình và 3200W tối đa. Phần bên trên là một quả kèn ở chóp họng gang bên trong với đường kính miệng 33x25, củ từ lớn tới 18 phân. Nó cũng có thể nói được rằng ở phân khúc này thì nó là cấu hình khủng hết tầm, hoàn toàn sẽ không có đối thủ, nhất là về công suất và độ nhạy. Độ nhạy cao trung bình ở ngưỡng 128 cho tới 136 decibel, trở kháng chạy 2 bức trở kháng 4 ôm và 8 ôm. Khi mà đánh 4 ôm thì chúng ta sẽ thấy được rằng trầm của nó là vô đối. Công suất lớn và nó xuống rất sâu và rất mạnh mẽ cho cặp Westfalen NX12-E đến từ Anh Quốc. Anh em chơi full tàu cứ hỏi từ với côn to thì nhìn thấy cấu hình của Westfalen NX12-E này ở phân khúc này thì vãi nhái luôn rồi, không so được đâu ạ. Đây là phía sau lưng. Phía sau lưng của nó là hai cái hộp mà thông số kỹ thuật cũng như là ở hai rắc cắm new trick này. Rất to. Đó, một in và một out cắm ngược về phía bên trên, chống hứng bụi. Quý vị có chat này. Đó, tôi đang cắm rắc này. Một in và một out. Và phần thông số này, chúng ta quan sát này. Westfalen Pro NX-12E, công suất một chiếc loa 400, 800 và 1600W tối đa. Cả đôi thì chúng ta nhân gấp đôi cho tôi ạ, 800, 1600 và 3200W. Có xuất xứ đến từ England, serie number của nó còn đang mới tinh. Trở kháng trung bình là 8 ôm và nó chơi được 4 ôm. Đây là đặc biệt những model gấu nhất và khủng nhất của hãng Westfalen. Quý vị có thể thấy được rằng cặp loa còn đang mới như khui thùng. Hoàn toàn ở phân khúc bát 30 cho tới bát 33, tôi chưa thấy có đối thủ đâu ạ. Bởi vì 3200W, chúng ta phải công nhận với tôi được rằng nó rất mạnh. Không phải mạnh về ghi thông số đó hay là mạnh cho chúng ta nhìn đâu, mà chúng ta cùng xét ở một góc độ thực tế cho cặp loa. Bát súp 33, xương đúc này, gân xếp tẩm dầu này, từ lớn tới trên 20 phân. Kèn 33x25, họng chóp gang, củ 18. Đó, đôi kèn này quý vị mua rời thì nó rất là đắt đỏ đấy ạ, không rẻ đâu ạ. Những cái đôi kèn giá trị nhất là hàng nòi của anh này. Quý vị có thể thấy được rằng cấu hình mà tôi đang phối ghép thì hoàn toàn nó là cực kỳ là tuyệt vời. Có lẽ rằng anh em chơi bốt 601 đắt đỏ gấp quá vài lần cặp loa này, nhưng mà khi karaoke hay là nghe các dòng nhạc mà mạnh mẽ thì còn phải gọi Westfalen này bằng cụ nội không kịp ạ. Không có thể mở được chế độ thoải mái tay đâu. Với cơ cấu của cặp loa này thì chúng ta cứ thoải mái đi ạ. Các bạn cái volume cho nó đã nỗ tai. Ông nào hàng xóm thì cho tường nhà rung bần bật đi ạ. Dừng tay lại thì cũng vẫn chưa xi nhê gì. Bởi vì nó huy động công suất lớn tới 3200W tối đa cho cặp loa siêu khủng này. Tất cả còn đẹp miễn bàn luận. Đó, quý vị ngắm nhìn từng cm đi ạ. Phần bên trên tôi đang phối ghép cùng với con đẩy bãi châu Âu NH10 chạy 4 kênh. Đó, nó có thể một lúc chơi hai cặp loa này là siêu khỏe luôn. Những dòng này thì chúng ta không bàn luận về chất âm nữa rồi, nó là quá chất rồi. Rất hay. Một con vang số chỉnh cơ Dialetic CS-71V. Tất cả quý vị lưu ý rằng công nghệ của nó được tích hợp đầy đủ cả lọc tiếng cũng như nâng tiếng trên con vang này. Nó rất là hay cho nghe nhạc và chế độ mic điều chỉnh đề vợt cực kỳ là tuyệt vời. Các cổng vào cũng tối ưu nhất cho các cổng vào, từ giải mã cổng quang cho tới Bluetooth không dây cho tới AUX thông thường, điều chỉnh bằng máy tính hoặc điều chỉnh lập tức bằng tay, chúng bất kỳ ai cũng có thể điều chỉnh được, rất là dễ sử dụng. Chất âm của nó thì khi mà tôi đã lựa chọn để ghép cho những cặp loa đắt tiền, quý vị thấy được rằng nó là những con vang đứng đầu trên thị trường audio hiện tại. Một bộ mic Shure UGX23 Plus 4 râu, cấu hình hết tầm chơi hiện đại nhất cho karaoke. Như vậy chúng ta đã thấy rõ là cấu hình mà tôi đang phối ghép trước máy quay, tất cả của nó còn như mới tinh. Với cặp Westfalen NX12-E đến từ Anh Quốc, phần thông số cũng như cấu hình chúng ta đã rõ, và chất âm có lẽ rằng chúng ta đã thấy rõ được dòng loa này. Với chất âm karaoke chuyên nghiệp cho những không gian phòng khách lớn một vài trăm mét vuông hoặc các nhà hàng, quán bar hay vũ trường, và đồng thời thể hiện cho nghe nhạc cũng cực kỳ là tuyệt vời. Tôi lưu ý rằng khi karaoke thì có lẽ rằng đối thủ của cặp loa này thực sự rằng rất ít. Anh em chơi JBL những cặp bát 30 hay bát 33 đi chăng nữa thì hoàn toàn không có cửa so với karaoke đâu ạ. Lực đánh cũng không so được đâu ạ. Bởi vì của nó lên tới 3200W thì chúng ta không đùa được. Nhất là hàng nòi của anh, không như là tàu cựa ghi 10 nhưng mà hiệu suất thì mới được một nửa, thậm chí chưa được một nửa. Như vậy chúng ta đã rõ được cấu hình của cặp loa cũng như cấu hình bên trên. Tôi đang review cho anh em cùng tham khảo, cùng trải nghiệm.
luôn dành cho anh em có phong cách màu nẻ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966866552. Xin chân thành cảm ơn. Về quê.